Xin chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn bán đấu dự danh thủ Diệp Khai Nguyên đại chiến danh thủ Lại Lý Huynh cho giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019. Bản đấu diễn ra tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 22 tháng 3 năm 2019. Sau đây là diễn biến của bản đấu mời các bạn theo dõi. Đến đây, dịp khai Nguyên vung cờ đầu hàng, danh thủ hàng đầu Việt Nam lại Lý Huynh tiếp tục giành chiến thắng trong giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.